hai người mang chiếu thư của vua Mông Cổ đến. Vua nhận chiếu không lạy mà cũng không xuống chào sứ thần. Vua bảo với hai người ấy rằng: các ngươi chỉ là một chức quan trong triều, ta đây là vua một nước, các ngươi ngang hàng nào được với ta? Trương Đình Sâm nói rằng: chúng tôi tuy làm quan nhưng là quan của thiên tử. Người của tiên tử tuy chức nhỏ nhưng vẫn ở trên hàng vua chư hầu. Vua Trần không thèm đáp lại. Hai sứ thần bỏ về. Chào mừng các bạn đang đến với kênh Văn hóa và Lịch sử. Các bạn thân mến, ở hồi thứ nhất, chúng ta đang ở đoạn hỏi thiếu úy Trần Nhật Hiệu và Trần Thủ Độ về kế sách đánh giặc. Nhật Hiệu mưu trí còn ít nên khuyên vua Trần nhập tống. Vua Trần Thái Tông bực tức quay đi và quay sang hỏi Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ với câu nói lưu danh ngàn đời, về tinh thần không bao giờ chịu đầu hàng. Đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Hôm nay kênh Văn hóa và Lịch sử tiếp tục gửi tới hồi thứ hai của câu chuyện. Hồi thứ hai: khéo dùng mưu, thế bại thành thế thắng, chịu không hiếu, cuộc chiến đổi cuộc hòa. Bấy giờ vua Trần Thái Tông đóng quân ở sông Thiên Mạc, đánh nhau với quân Mông Cổ đã non nửa tháng. Một hôm có hai sứ giả của Ngột Lương Hợp Thai sai đến dụ hàng. Vua giận quân Mông Cổ tàn ác, sai trói hai sứ giả đuổi về, liền họp các quan lại bàn kế đánh giặc. Trần Thủ Độ hiến kế: quân Mông Cổ từ khi sang đây đánh trận nào được trận ấy. Tướng sĩ sinh lòng kiêu căng, chắc không đề phòng, nay ta đến đánh trại giặc tất phá được. Vua nghe theo, sai Thủ Độ, Nhật Hiệu, Lê Phụ Trần dẫn 5.000 quân và 50 chiến thuyền lên đến sông Đông Bộ Đầu. Một mặt sai Hưng Đạo Vương dẫn 3.000 quân theo bờ sông tiến lên, còn vua dẫn 30.000 quân tiếp ứng. Thủ Độ cho thuyền ngả cờ yên trống, từ từ tiến quân vào sông Đông Bộ Đầu. Bấy giờ là hạ tuần tháng chạp, thuyền đi mặt nước thấp thoáng bóng trăng, mấy chòm sao uất lẫn bóng cây xanh. Thuyền đi lặng lẽ, độ canh hai thì đến trại giặc. Cách 3 dặm trên mặt sông, ta gặp 10 thuyền giặc, mỗi thuyền độ 30 lính. Thủ Độ ra hiệu, quân ta liền vây bắt được 8 chiếc, còn 2 chiếc chạy thoát về phi báo. Thủ Độ thúc thuyền đuổi, đến trại giặc quả nhiên chúng không phòng bị gì. Lê Phụ Trần xông vào phóng hỏa đốt thuyền giặc. Quan quân ta dàn thuyền ra 3 mặt đánh thốc vào. Quân Mông Cổ đương lúc ngủ say, tâm thần bất định, thấy thế kinh hồn hoảng hốt, kẻ trốn người chạy toán loạn, tìm đường thoát thân, không còn bụng dạ nào chống cự. Đêm ấy trên mặt sông lửa sáng rực trời, chống khua dậy đất. Ngột Lương Hợp Thai ở trại trên vội vàng thúc thuyền ra đánh, liền gặp phải quân của vua Trần Thái Tông đến hợp lực, quân Mông Cổ bị chết rất nhiều. Ngột Lương Hợp Thai thấy núng thế, kéo quân lên bộ tháo chạy. Quân ta chia làm 2 mặt, một mặt đánh xuống sông, một mặt lên bộ đuổi theo. Ngột Lương Hợp Thai dẫn quân chạy đến đầu canh tư, bỗng thấy một tiếng pháo vang trời, lửa cháy đùng đùng, quân ở hai bên đường kéo ra đánh. Ngột Lương Hợp Thai trông thấy cờ hiệu của Hưng Đạo Vương, cố sức chống cự rồi vừa đánh vừa chạy vào thành Thăng Long. Thuyền giặc bị cháy, bị đắm rất nhiều, chỉ chạy thoát được một ít mà thôi, còn bao nhiêu quân ta bắt được cả. Sáng hôm sau, vua đốc quân thắng trận lên sông Phú Lương, khôi phục kinh thành. Ngột Lương Hợp Thai rút quân chạy lên Thượng Du. Vua Thái Tông thu phục được kinh đô, mở tiệc khao thưởng các tướng và chư quân, phong Lê Phụ Trần làm ngự sử đại phu và gả Thiên Thành công chúa họ Lý cho. Vua lấy lời an ủi rằng: trẫm khen nhà ngươi cả gan xung đột, nếu không có ngươi thời sao có trẫm bây giờ. Vậy ngươi nên cố sức thêm để cùng hưởng thái bình với nhau mãi mãi. Lê Phụ Trần lạy tạ ơn vua. Vua lại xá tội cho tên tiểu nhân Hoàng Cự Đà. Trước đây vua có ban cho Tả Hữu mỗi người 1 quả muỗng. Hoàng Cự Đà không được, mang lòng tức giận. Đến khi quân ta đánh nhau với quân Mông Cổ ở Đông Bộ Đầu, Cự Đà đi một chiếc thuyền con lẻn trốn, đi đến sông Hoàng Giang, huyện Nam Xương, tỉnh Hà Nam. Thời gặp thái tử đi thuyền ngược lên, Cự Đà bơi thuyền lách vào bờ bên. Quan quân trông thấy gọi to rằng: quân Mông Cổ ở đâu? Cự Đà vốn giận lâu, nhân dịp nói cho hả lòng, liền đáp: sao không hỏi những thằng ăn muỗng?
Lúc ấy thái tử muốn bắt trị tội ngay, nhưng việc đánh giặc quan trọng hơn, nên hãy để tội đấy, không hỏi. Đến nay Bình Định đâu đấy, thái tử xin bắt tội Cự Đà. Vua không chấp một đứa nhỏ nhen vì miếng ăn nên oán. Coi quả muỗm to hơn núi Thái Sơn, đến nỗi quên cả lòng trung vua yêu nước. Nếu có bắt nó chết đi cũng chẳng ích gì. Nên vua xá tội cho đứa tiểu nhân để nó lập công chuộc tội. Lại nói đến Ngột Lương Hợp Thai kéo quân về mặt Thượng Du địa phận Hưng Hóa để về Vân Nam. Khi qua một cánh rừng, bỗng thấy hai bên sườn núi chống đánh liên hồi. Một đội binh mã độ 3.000 người, đầu đội nón lá, mình mặc áo xanh, mỗi người tay cầm một đồ binh khí, lưng đeo một bộ cung tên, kéo tràn xuống núi. Tướng đi đầu mặt đen, râu rậm, dữ như hổ, một tay cầm mã đao, quất ngựa xông vào thét lên: "Quân kia đi đâu?" Ngột Lương Hợp Thai sai tên tể tướng múa thương ra địch, vừa mới nhảy vào đã bị tướng ấy chém quay xuống ngựa. Quân Mông Cổ kéo bừa vào đánh, quân bên kia bắn tên như mưa, mũi tên có thuốc độc nên kẻ nào chúng lập tức chết ngay. Đôi bên đánh nhau náo loạn một hồi. Ngột Lương Hợp Thai tháo đường chạy thoát. Quân Mông Cổ chết rất nhiều, tướng ấy là Hà Bổng, nguyên chủ trại Quy Hóa, xưa nay vẫn là người hùng dũng một vùng. Hà Bổng biết tin quân Mông Cổ thua, theo đường ấy rút về tàu, nên tập hợp quân Mường đón đường đánh chặn ngang. Ngột Lương Hợp Thai dẫn tàn quân về Vân Nam. Hà Bổng sai người về kinh đô báo tin thắng trận và nộp đồ bắt được của giặc. Vua thấy người can đảm hùng dũng liền khen ngợi và phong cho Hà Bổng tước hầu, lại ban thưởng cho rất hậu. Quân Mông Cổ sau khi thua trận quay về, phần vì hổ thẹn, phần vì mới lấy được Vân Nam, chỉ muốn về cho chóng, không bụng nào chinh chiến nữa. Trên đường rút chạy, giặc không tàn phá hung ác như trước. Dân bên đường cứ tưởng là giặc hiền lành, nhân đức, nên gọi là Phật Tặc, nghĩa là giặc hiền như bụi. Vua Thái Tông bình định xong giặc Mông Cổ, sai sứ sang triều Tống, hòa hiếu, cống một đôi voi, vì bây giờ nước ta vẫn phải cống nước Tàu. Quân Mông Cổ thế vậy cũng sai sứ sang bắt ta phải cống. Vua nghĩ nước mình nhỏ, Mông Cổ tuy tạm thua ta, nhưng vẫn còn thế mạnh, mình không thể kình mãi được. Vua sai Lê Phụ Trần sang sứ Mông Cổ, xin 3 năm lộp cống một lần. Tháng 2 năm Mậu Ngọ, vua Trần Thái Tông nhường ngôi cho Thái tử Hoàng. Thái tử lên ngôi tức là vua Thánh Tông, niên hiệu Thiệu Long, tôn vua cha làm Hiển Thánh Thọ Thái Thượng Hoàng Đế. Vua Thánh Tông lên ngôi, phong cho em là Quang Khải, con thứ hai vua Thái Tông là Chiêu Minh Đại Vương. Cử Nguyễn Giới Huân làm Đại Hành Khiển, Lê Phụ Trần làm Thủy Quân Đại Tướng Quân. Năm Canh Thân, niên hiệu Thiệu Long thứ ba, năm Cảnh Thịnh thứ nhất nhà Tống, năm Trung Thống thứ nhất nhà Nguyên, Tây Lịch 1260. Mông Cổ sai Nạp Xích Đinh mang chiếu sang dụ rằng: "Trước đây sai sứ sang thông hiếu, dám giam giữ lại không cho về, nên năm ngoái mới sinh việc binh đao. Sau lại cho sứ sang chiêu an, lại trói đuổi về. Nay lại cho sứ sang khai dụ lần nữa, nếu biết hối lỗi, thời vua phải đích thân sang chầu." Vua Thái Tông phúc thư rằng: "Đợi khi nào có chiếu đưa đến, sẽ xin sai tử đệ vào làm tin." Vua Thế Tổ tiếp được trả lời, bèn cho lễ bộ lang trung là Mạnh Giáp và viên ngoại lang là Lý Văn Tuấn, lại đem thư sang dụ rằng: "Phàm các quan liêu, sĩ thứ bên An Nam áo mũ phép tắc, mặc y cho tuân thuộc bản quốc Trung Quốc, cũng lại răn bảo các quan ngoài bờ cõi biên cương cấm không được xâm nhiễu, vậy cứ an trị như xưa." Vua nghĩ nước mình nhỏ, Quý Hồ giữ được bình yên, không ai xâm phạm đến mình, thời thôi. Và lại, việc bang giao cũng là việc thường, người ta đương thế mạnh, mình cũng không thể chống lại được. Ngài mới mở yến tiệc trong cung, tiếp đãi tử tế lũ sứ giả. Rồi sai đại phu là Trần Bổng Công và viên ngoại lang là Nguyễn Diễn sang sứ Mông Cổ đáp lễ. Vua Mông Cổ thấy nước ta xử tử tế, chịu phục, mới sai sứ đem sắc phong vương cho vua Thánh Tông và ban thưởng một tấm gấm Tây Thục, 6 tấm gấm hoa vàng, định cho nước ta mỗi năm phải một lần tiến cống, mỗi lần cống phải nộp 2 người thầy thuốc, 2 thầy bói, 2 thầy tướng số, thợ thuyền mỗi nghề 3 người, lại phải cống đặc sản như trầm hương, sừng tê, sâm chu,
đồi mồi và nhiều báu vật nữa. Lại sai Nạp Xích Đinh Lang và Đại Lộ Hoa Xích quan trưởng ấn để giám trị các dân quận nước Nam. Vua sai Dương An Dưỡng sang Mông Cổ tạ ơn. Mông Cổ lại tặng thêm một bộ đai ngọc tị hỏa và các vị thuốc. Vua ta tuy hỏa hoãn với Mông Cổ nhưng vẫn có lòng căm giận. Tháng 3 năm Nhâm Tuất, vua lại hạ chiếu hội tập quân sĩ các nơi tập trận ở bãi Phù Sa, sông Bạch Hạc, Vĩnh Yên. Ta chuẩn bị khí giới, chế tạo thêm chiến thuyền để phòng có việc chinh chiến. Bấy giờ Thái sư Trần Thủ Độ đã già yếu lắm. Đường tháng chạp tự nhiên bão to, cây cối đổ rất nhiều, dân gian tàn hại. Trần Thủ Độ lâm bệnh mỗi ngày một nặng, đến tháng giêng năm sau thì mất. Trần Thủ Độ tuy là người ít học nhưng là người hết lòng hết sức với vua. Ông cầm quyền rất công minh. Vua Trần Thái Tông bình định được thiên hạ đều do mưu lược từ Trần Thủ Độ cả. Trần Thủ Độ hết lòng lo việc nước, khiến cho hết nguy lại an. Kể ra cũng là một người tài ba. Có thơ khen rằng: sóng gió đùng đùng vận hiểm gian, một tay xoay sở chống giang san, còn đầu còn vững lòng lo nước, ấy mới anh hùng ấy mới gan. Năm Bính Dần thứ 9, niên hiệu Hàm Thuận thứ 2 nhà Tống, Chí Nguyên thứ 3 nhà Nguyên, Tây lịch 1266, Mông Cổ sai sứ sang phong chiếu cải nguyên và ban lịch mới. Tháng 2, vua lại sai Dương An Dưỡng sang sứ Mông Cổ xin định lại các thứ nộp cống, xin miễn cho nộp các hạng nho sĩ, bói toán, thợ thuyền, lại xin Niu Lạp Xích Đinh làm Đạt Lô Xích Mại Mại, tên chức vụ do Mông Cổ cử sang giám trị, có ý giảm cấp, giảm quyền cho viên ấy. Vua Mông Cổ tuy trả lời ưng cho, nhưng không bao lâu lại gửi chiếu sang bắt ta nộp đủ 6 khoản như trước. Bắt vua phải tuân sang chầu, sai con hoặc cháu sang làm tin, lập sổ dân nộp triều nguyên, phải chịu binh dịch, nộp thuế má, và vẫn cứ đặt quan giám trị như cũ. Vua Thánh Tông thấy Mông Cổ bắt phải chịu 6 khoản như thế, tuy ngoài mặt vâng lời nhưng trong lòng không chịu. 2 năm sau, vua Mông Cổ lại sai Hốt Lung Hải Nha sang đổi cho Nạp Xích Đinh làm Đạt Lộ Hoa Xích và Trương Đình Sâm làm phó. Hai người mang chiếu thư của vua Mông Cổ đến. Vua nhận chiếu không lạy mà cũng không xuống chào sứ thần. Vua bảo với hai người ấy rằng: các ngươi chỉ là một chức quan trong triều, ta đây là vua một nước, các ngươi ngang hàng nào được với ta? Trương Đình Sâm nói rằng: chúng tôi tuy làm quan nhưng là quan của thiên tử, người của thiên tử tuy chức nhỏ nhưng vẫn ở trên hàng vua chư hầu. Vua Trần không thèm đáp lại. Hai sứ thần bỏ về. Không bao lâu, tọa trung thư bên Mông Cổ lại viết thư sang dẫn nghĩa Xuân Thu, nói nguyên là thiên triều, An Nam là chư hầu, phải kính trọng thiên tử. Vua Trần vẫn nhất định không chịu, sai Lê Đà và Đinh Củng Viên sang sứ Mông Cổ biện bác nghĩa ấy. Lê Đà, Đinh Củng Viên đều có tài ứng đối, khi ấy phụng mệnh đi sứ. Sang đến triều Mông Cổ, vua Mông Cổ mắng rằng: các ngươi là sứ thần Nam Man có phải không? Lê Đà tâu: thiên triều hoàng đế mới gọi là mọi rợ, nước chúng tôi là nước văn hiến lâu đời, không tranh bờ lấn cõi nước nào, cũng không hà hiếp ai, không gọi là man được. Vua Mông Cổ thấy nói có ý vẻ xỏ xiên, tức giận quá rằng: nam chúa nhà các ngươi không biết sức mình, sao dám ngạo nghễ với cả thiên triều. Lê Đà nói: chúa chúng tôi cũng chịu thiên triều là nước lớn lên mới cống tiến, sao lại gọi là ngạo nghễ? Vua Mông Cổ nói: tại sao chiếu thư đến không lại, không kính trọng sứ thần? Lê Đà nói: lễ bái là hư văn che mắt thế gian, chúa chúng tôi trọng thiên triều cốt ở trong bụng. Nếu thiên triều xử nhân đức với ngoại bang, dẫu chẳng lễ cũng kính trọng muôn phần. Nếu trong bụng không kính trọng, dù có bày hương án, áo mão, lễ nghĩa nguy nga cũng chẳng ra gì. Sứ thần chẳng qua là kẻ hầu hạ của thiên triều sai sang, hoàng đế là vua nước lớn, chúa chúng tôi là vua nước nhỏ, chịu thì chịu hoàng đế mà thôi, có đâu phải chịu kém cả kẻ hầu người hạ của thiên triều nữa. Vua Mông Cổ thấy hai người cãi vậy lại càng giận lắm, liền nói rằng: quân tao đi đến đâu tan đến đấy, chỉ sông sông cạn, chỉ núi núi tan, chúng bay có biết không? Đinh Củng Viên tâu rằng: hoàng đế đem nhân nghĩa ra trị thiên hạ, ai cũng kính phục, nếu chỉ cậy binh hùng tướng mạnh thì nước nào cũng có binh có tướng, có núi sông hiểm trở. Tuy nước chúng tôi nhỏ nhưng vẫn có đủ binh tướng để ứng với thiên triều. Vua Mông Cổ thấy hai người nói cứng cỏi lại có lý, biết không ăn hiếp nổi mới dụ rằng:
Các ngươi tuy nói có lý, nhưng phép xưa nay có chiếu mệnh thiên triều, thời phải lạy và phải trọng đãi sứ thần. Nếu từ sau còn cương nữa, trẫm sẽ cất quân sang hỏi tội đó. Hai người lạy từ. Sáng hôm sau, Mông mở yến tiệc trên chòi cao chiêu đãi. Chòi có một cột cao 10 trượng, trên cắm hai cái lọng. Họ mời hai sứ thần ta lên ăn yến. Hai người biết Mông Cổ muốn thử tài mình, không nên tất bị chúng cười. Hai sứ thần ta cứ ung dung trèo thang lên ăn yến. Vừa lên xong, quân Mông Cổ ở dưới đất cất thang đi. Hai người cứ điềm nhiên ăn yến như thường. No say đâu đấy, mỗi người cầm một cái lọng từ trên chòi cao nhảy xuống. Tán lọng hứng gió từ từ bay xuống đất, không ai việc gì. Chúa Mông Cổ thấy vậy lại bắt hai sứ thần ta vào trong một ngôi chùa, đóng cửa lại. Trong chùa không có thứ gì ăn được, hẹn sau một tháng mới mở cửa cho ra. Ở trong chùa chỉ thấy có hai ông Phật và một vò nước. Lê Đà bảo với Đinh Củng Viên rằng, có nước tất phải có cái, hai ông Phật này tất là đồ ăn của ta đấy. Hai người bẻ ra xem, quả nhiên Phật làm bằng bột với đường, ngoài sơn son thiếp vàng. Hai người cứ bẻ dần ra ăn, rồi lấy nước trong vò uống. Sau một tháng, quân Mông Cổ mở cửa ra, thấy hai sứ thần ta vẫn khỏe mạnh, còn hai ông Phật đã biến mất. Quân Mông Cổ nói, nhân sinh thành Phật, Phật tử thành nhân, người sinh thành Phật, Phật chết thành người. Sứ thần ta nói, hai ông Phật tức là chúng tôi đấy. Quân Mông Cổ cười ầm cả lên, khen hai người có tài ứng biến, rồi tâu với vua Mông Cổ cho về. Từ bấy giờ đôi bên lại hòa hiếu như trước. Sang năm Tân Mùi, Mông Cổ đổi quốc hiệu là Đại Nguyên, sai sứ sang dụ vua Thánh Tông vào chầu. Vua từ chối viện cớ sức khỏe không đi được. Tháng 4 năm sau, vua Nguyên lại sai sứ sang hỏi cột đồng trụ thời Mã Viện Lập hiện ở chỗ nào. Vua sai viên ngoại lang là Lê Kính Phu cùng với quân Nguyên đi tìm, tìm mãi vẫn không thấy. Ta bảo cột ấy lâu dần đã mất, nay không biết ở chỗ nào. Cách 3 năm sau, chú Nguyên lại sai Diệp Thức Nghệ sang đổi là Đột Lộ Hoa Xích. Nhân khi ấy, vua Trần sai sứ sang Nguyên thuyết rằng, chức Đạt Lộ Hoa Xích nên đặt vào các nước man rợ, chứ như Bản Quốc là một nước văn hiến, lẽ đâu lại sai quân giám trị như vậy, nên đổi chức ấy thành chức dẫn tiến. Chúa Nguyên không nghe, vẫn bắt nộp 6 khoản triều cống như trước, và có ý mượn cớ ấy gây việc binh đao, thường sai quân do thám nước ta. Thông hiếu muốn yên trong một nước, Nguyên triều lại trực chiếm nước ta. Chưa biết đôi bên ra sao, xem hồi sau sẽ rõ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn trong mục bình luận để kênh Văn Hóa và Lịch Sử tiếp tục hoàn thiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong hồi 3 của câu chuyện Hưng Đạo Vương.